Hi guys, welcome back to TDK channel. So this is it. This is Adela hotspot. So let me introduce to you one of the best hotspot in London. But this is the first Adela branch open in Europe. And in fact, the first one in entirely Great Britain. The hotspot is in Leicester Square, not far from the Chinatown. So behind this building is Chinatown. So today I'm going to try this hotspot and review it for you, so you can know, you know, how it look like inside, how to taste the food, whether the quality, the price is good. Yeah, let's go. Bây giờ là mình đang ở trong cái quán lẩu khá là nổi tiếng của Trung Quốc, Haidilao, là cái quán lẩu mà chi nhánh đầu tiên được mở ở London. Thì vào đây thì khi nào mà xếp hàng rất là đông, thì người ta là gì, bày ra những cái bàn này cho tất cả mọi người là xếp hàng mà ngồi chờ, sau khi lấy số xong thì ngồi chờ, khi nào đến phiên mình thì là người ta sẽ tới báo. Nhà hàng thì ở tầng dưới, và tầng không này là chỉ để là mọi người ngồi xếp hàng thôi, rất đông nha các bạn. Trong lúc chờ đợi thì người ta phát cho mấy cái gọi kiểu như là bim bim hay là gì chip sườn này, ăn cho nó đỡ buồn miệng các bạn này. Đây, có thể ăn thoải mái, cộng thêm là chè nữa này, chè tàu này, gọi là thạch, thì Việt Nam gọi là thạch, thì bên này gọi là chè tàu rồi, để đâu đấy lên á, mọi người ai muốn ăn là cứ tới mà múc mà ăn thôi. Chờ này giờ lâu quá rồi, đói bụng chết luôn mà vẫn chưa tới số. Đây, cứ ngồi ăn vặt thế này xong là nó luôn. Trong lúc đang chờ, trong lúc này mình đang ở trong cái quán lẩu nổi tiếng của là Trung Quốc, Haidilao. Cái quán lẩu này là ở ngay trung tâm của thủ đô London, gần cái là khu phố cổ. Thì cái tầng ăn uống là cái tầng học, rất là đông người trong này. Kia là các bạn thấy là có gì quay bá, đây là gì, hai đầu là để lấy sốt. Đấy, ông này là rất đông nha bạn, mỗi bàn này là bốn người hết đấy. Và trong ngày là mỗi người là ngồi trên một cái bàn đây các bạn. Đây, một cái bàn này là bàn lẩu này, giữa này có thể chọn được là 4 người ngồi này. Đây, thì người ta sẽ mang ra cho mình một cái iPad để mà có thể order cả base cộng với là cả dishes, tất cả mọi thứ order xong là người ta sẽ mang đến cho mình, rất là tiện lợi. Những cái protein này, thịt gần giống như tất cả những cái lẩu bình thường chúng ta đều có. Cần ăn cái gì thì ấn nút vào đấy là ăn, thế là đạt. Cái kiểu này I think it was gorgeous. It was our birthday. Yeah. Oh yeah, because there is a birthday party today. That's why they bring toys. Yeah. And that's the reason. How nice it is. How nice it is. Can you show me what you have? No, I can just... No, we just want to see. Maybe for the bus. For the bus. Rau cải cúc. Ba lấy cải cúc này, ba lấy tôm này, nấm tofu. Wow. Chips là
cái quay làm sốt này là mệt lắm nha các bạn, có tới một mấy chục là cái gọi là cái ingredient để cho vào mà mình làm ra công thức mất rất nhiều thời gian. Tìm công thức để gọi là làm cái sốt này thấy rất là phiền. Đây cái sốt công thức sesam, sốt sesam này, tỏi này, oyster sauce này, chấm 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 trộn trộn, mà chỉ có ba ingredient thôi, nhưng mà ăn cảm thấy nó rất là đủ. Nhìn nó không hấp dẫn lắm, nhưng cái mình đây hành họ cay cổ nó đủ thứ rồi, nó nhìn hấp dẫn này, để không biết ăn ra gì không này. Đây là gọi cái món gọi là mì tươi làm ngay tại chỗ. Thì nhà hàng là tuyển luôn một đầu bếp tới để biểu diễn. Biểu diễn là gọi là thiết kế cái món gọi là món mì cho mọi người ăn tại chỗ. Đây. Xoay. À cho nó dơ rồi, cho nó dơ. Hai đồng mấy, ba đồng như mấy? Thank you very much. So the food are good and fresh. Price is decent. We have a different fresh ingredient, meat, vegetable served together with you know the sauces, and especially the sauce is quite good. So they have like their own ingredient to make different type of sauce for your hot pot. Usually there are a lot of people waiting in the queue, and they have the ground floor. It does for the waiting room. They that keep you know. Keep you waiting in the line without telling you, you know, how long you have to wait. Book the table before you come, otherwise you have to wait for a long time. But definitely this is a good, high quality hot pot. If you like hot pot, you like Chinese food, come and try it, okay?